Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thôi Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng nghỉ hè thì mùa bóng mới ở châu Âu 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu vào cuối tuần này. Giải Ngoại hạng Anh sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 8 với nhiều trận đấu hấp dẫn ở vòng đấu đầu tiên. Cuộc đấu sức giữa Brentford với Arsenal là trận khai mạc của Giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Trận đấu này diễn ra lúc 2 giờ ngày 14 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trong ngày 14 tháng 8 sẽ diễn ra 7 trận đấu nữa. Vào lúc 18:30, Manchester United, đội đã bạo chi mạnh tay ở mùa hè năm nay, sẽ so tài với Leeds United. Đây là liều thuốc thử đủ mạnh của Quỷ Đỏ ở trận ra quân. Cũng vào lúc 21 giờ là màn so tài giữa Burnley với Brighton. Trong khi đó, Chelsea, một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, sẽ đối đầu với Crystal Palace. Tiếp đó là Everton, đội sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà. Leicester City, đội bóng vừa giành siêu cúp Anh sau khi đánh bại Manchester City, sẽ đối đầu với Wolverhampton trên sân nhà. Trong khi đó, Watford sẽ đối đầu với Aston Villa vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 8. Ở 23:30, nhà cựu vô địch Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của đối thủ yếu hơn là Norwich. Trong ngày 15 tháng 8 sẽ ra hai trận đấu còn lại. Vào lúc 20 giờ, Newcastle sẽ so tài với West Ham trên sân nhà. Trận đấu muộn nhất của vòng 1 giải Ngoại hạng Anh cũng là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này, đó là cuộc so tài của Tottenham với Manchester City. Đây là trận đấu mà Tottenham có lợi thế sân nhà, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Santo vẫn bị đánh giá yếu hơn nhà đương kim vô địch. Do đó, gà trống được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của vòng 1 giải Ngoại hạng Anh? Theo quý vị và các bạn, đội bóng nào sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.